Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với các em ở trong 5 phút học văn cùng với chị đúng không ạ? Chúng ta có khoảng thời gian 5 phút cùng với nhau để có thể học văn và hy vọng rằng là với 5 phút mỗi ngày thì các bạn nhỏ của chị có thể đạt được kết quả cao nhất ở trong kỳ thi đại học sắp tới đối với môn văn các em nhá. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một tác phẩm mà chị tin rằng đây là một tác phẩm mà gây khó khăn cho rất là nhiều bạn. Nhà thơ Thu Bồn đã từng viết ở trong một thi phẩm của mình rằng là con sông Dùng rằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu. Và tác phẩm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá đó chính là tác phẩm Bút ký Ai đã đặt tên cho dòng sông. Ai đã đặt tên cho dòng sông? Đây là tác phẩm của ai ạ? Là một tác phẩm của một người nghệ sĩ yêu Huế bằng tất cả trái tim của mình, Hoàng Phủ Ngọc Tường. Các bạn thân mến, về Hoàng Phủ Ngọc Tường thì các em cần nhớ cho chị một chút về phong cách nghệ thuật. Với cái vốn hiểu biết như thế nào, tại sao Hoàng Phủ Ngọc Tường lại được coi là một nhà Huế học, được không ạ? Và cái phong cách viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường viết ký như thế nào, có giàu kiến thức không, có giàu tính triết luận, tính triết lý, sâu sắc nhân văn hay không, thì các bạn cần lưu ý điều này cho chị về Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Và hãy nhớ rằng là trong văn đàn Việt Nam thì đây, nhà văn này được coi là nhà Huế học, phải không ạ? Bởi vì là ông ấy yêu đất Huế, yêu sông Hương tựa như là hơi thở của mình vậy, được không nào? Rồi, chúng ta nhớ là cái tác phẩm ký này thì ra đời vào năm bao nhiêu ạ? Và chúng ta cũng sẽ phải nhớ được nội dung của tác phẩm ký này, được không nào? Chị không biết là các bạn nhỏ của chị có còn nhớ hay không, thế nhưng mà cứ mỗi lần nhắc tới tác phẩm ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì các bạn hẳn rằng là sẽ có một cái sự định hình trong tác phẩm này, đúng không ạ? Tác phẩm này thì ra đời năm bao nhiêu hả các em? Tác phẩm này ra đời vào năm 1981, được không ạ? Các bạn có nhớ không ạ? Năm 1981 nhá. Và chúng ta thấy rằng là được in trong tập bút ký cùng tên xuất bản vào năm 1986. Và cái phần mà chúng ta học ấy là nằm ở phần thứ nhất của tập ký này, được không nào? Chúng ta sẽ cùng nói về nội dung của ký này, chúng ta cần phải nhớ những cái ý chính gì nhá. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng là cái hình tượng chính ở trong tác phẩm này mà chúng ta cần phải khai thác ấy, đó là gì ạ? Là sông Hương. Hay nói cách khác là vẻ đẹp của dòng sông Hương, phải không ạ? Vẻ đẹp của dòng sông Hương chúng ta nhìn dưới những góc độ như thế nào? Thứ nhất, dưới góc độ địa lý, dưới góc độ thi ca, dưới góc độ lịch sử, dưới góc độ gì nữa ạ? Dưới góc độ cuộc đời, dưới góc độ âm nhạc, được không ạ? Thì đây, đây là những cái góc độ mà chúng ta cần phải nhìn. Địa lý chẳng khác nào là chúng ta đang nói về cái thủy trình của Hương Giang, đúng không ạ? Thủy trình của sông Hương, khi mà sông Hương nơi thượng nguồn, đúng không ạ? Sông Hương nơi thượng nguồn, sông Hương chảy qua ngoại vi của thành phố Huế. Và sông Hương khi vào thành phố Huế, trong lòng thành phố Huế, và sông Hương khi rời khỏi thành phố Huế, đúng không ạ? Chúng ta có một cái thủy trình như thế này. Và chúng ta thấy được cái vẻ đẹp ở trong cái phương diện địa lý của dòng sông Hương. Thi ca thì sao ạ? Trong thi ca thì rõ ràng là chúng ta có cái đoạn mà có một người cha khi mà nghe con gái mình đọc những câu kiều ấy thì đã vội vàng bật dậy và nói rằng đó là tứ đại cảnh, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thi ca này, âm nhạc này có liên quan rất là chặt chẽ với nhau ở trong phần tứ đại cảnh này này. Đó là một cái điệu slow dành riêng cho đất Huế này, đúng không ạ? Cũng liên quan tới thi ca và âm nhạc này. Và rõ ràng là trong thi ca thì chưa bao giờ sông Hương tự lặp lại chính mình, phải không ạ? Chưa bao giờ sông Hương tự lặp lại chính mình cả các em ạ. Đối với mỗi người nghệ sĩ khi đến với sông Hương thì lại có những cái sự khai phá rất riêng, được không nào? Vậy còn trong lĩnh vực lịch sử thì sao? Trong vẻ đẹp lịch sử thì sao? Đó là gì ạ? Đó là cuốn sử thi viết giữa màu lá cỏ xanh biếc,
đúng không ạ? Bao nhiêu năm tháng đi qua rồi, với một cái đất nước mà giàu truyền thống văn hóa, giàu truyền thống lịch sử giống như Việt Nam ta, thì rõ ràng là sông Hương nói riêng và mảnh đất Huế nói chung đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng cho lịch sử, là cái khởi nguồn của lịch sử. Và dòng sông Hương từ thời phong kiến cho đến thời hiện đại thì đã tham gia rất kiên cường, đã tham gia để cùng với nhân dân Huế giữ trọn bờ cõi này, đất nước này, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là tiếp theo, tại sao lại nói rằng đây là một dòng sông của cuộc đời? Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện có một người nghệ sĩ đã đến với dòng sông Hương và rồi buông lời một câu hỏi rằng là ai đã đặt tên cho dòng sông, để rồi người ta lại nói với nhau về một huyền thoại mà đã có rất nhiều những người dân sống ở ven dòng sông này vì quá yêu thương dòng sông nên đã nấu nước của hàng trăm loài hoa đổ xuống để cho dòng nước này thơm tho mãi mãi. Và đó là dòng sông thuộc về cuộc đời, là dòng sông mà người ta nói rằng trải qua biết bao nhiêu những cái thăng trầm thế nhưng vẫn trở về một cách trọn vẹn, giống như bình yên và bình dịu, giống như những con người Huế. Sông Hương cũng giống như con người Huế, giống như con người Việt Nam, dẫu cho là có biến đổi qua bao nhiêu thời kỳ thì cuối cùng vẫn trở về với cái vẻ đẹp tinh khôi và dịu dàng của mình, được không ạ? Các em yêu quý, đây là vẻ đẹp của dòng sông Hương được nhìn dưới rất nhiều những cái góc độ khác nhau, và chị hy vọng rằng là với 5 phút khái quát này của chị thì các bạn đã có được những cái định hình khi học về dòng sông Hương rồi các em nhá. Và chị hy vọng rằng là các bạn sẽ nhận được những kiến thức vô cùng thú vị qua những cái clip nho nhỏ như thế này của chị. Tôi vẫn còn nhớ nhà thơ Thu Bồn thì cũng đã từng viết một cái đoạn thơ như thế này. Một lần anh đến Huế thơ, gặp cô gái đẹp say mơ giấc nồng, sông Hương quyến rũ lạ lùng, em choàng tình giấc ngượng ngùng nhìn tôi. Và để rồi cứ như vậy, sông Hương đi vào trong những trang viết của những người nghệ sĩ, sông Hương đi vào trong những trang viết của Hoàng Phù Ngọc Tường và để lại rất nhiều những ấn tượng vô cùng sâu đậm. Và ký ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phù Ngọc Tường chính là một trong những cái bức tranh tuyệt vời nhất, tuyệt đẹp nhất về một dòng sông mà chỉ chảy trọn vẹn ở trong lòng của một thành phố duy nhất, là một dòng sông với thủy trình giống như cái thủy trình của một người yêu tìm về đến tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Các em nhớ nhá, là một người con gái, là một người yêu vô cùng kiểu diễm tìm tới tình yêu đích thực trong cuộc đời của mình. Cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã theo dõi clip này của chị và hy vọng rằng sẽ sớm được gặp lại các bạn ở trong những clip nho nhỏ như thế này để chúng mình có thể cùng học văn tốt hơn các em nhé. Và đừng quên, chị đang có khóa học 10 giờ để chinh phục 10 điểm văn. Hy vọng rằng là các em sẽ dành thời gian để tìm hiểu về khóa học này của chị và hy vọng khóa học này sẽ giúp ích được cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo. Bye bye!